Chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh học nhạc của Trần Sang Keyboard ha. Hôm nay chúng ta học bài gì các bạn? Các bạn vừa nghe xong cái bài hòa tấu của mình, chắc các bạn cũng đoán được cái phần nào là hôm nay mình hướng dẫn bài gì ha. Vâng, hôm nay là mình sẽ thực hiện một cái chuỗi những cái bài hát về Tết ha. Sắp tới Tết âm lịch của người Việt chúng ta rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài có tên là Tết Nguyên Đán ha. Bài Tết Nguyên Đán thì những cái bài Tết Nguyên Đán này cũng gặp khá là nhiều khi chúng ta đi làm show ha. Cái bài hát này là mình hướng dẫn nhằm mục đích là giúp cho những anh em mà chúng ta đi làm show quá, chúng ta có một cái tài liệu tham khảo thêm. Còn những anh em nào mà chúng ta chưa chưa có học thì chúng ta xem bài này để học ha. Còn anh em nào biết rồi thì chúng ta xem tham khảo. Thì trong bài này á, mình sẽ hướng dẫn cho các anh em, đó là cái phần hơi nâng cao tí xíu nha, đó là phần điểm drop ha. Những anh em nào biết rồi chúng ta xem tham khảo ha. Rồi những anh em nào mà chúng ta chưa có học phần điểm drop đó thì chúng ta xem phần này để chúng ta học phần điểm drop luôn ha. Rồi kỹ thuật điểm gốc mình sẽ hướng dẫn trong cái bài hướng dẫn cho ngày hôm nay. Rồi quên mình chưa nói nữa, tức là cái bài này là nó nằm riêng với những cái bài mà học online nha các bạn. Năm bài học online trước đây mình đăng đó, thì các bạn bạn nào chúng ta đang học cái lớp học online đó thì chúng ta xem bài này tham khảo rồi nha, chúng ta khoan hãy học nha, tại vì bài này nó hơi nâng cao chút xíu, mà các bạn học những bài kia cơ bản chúng ta nhảy qua bài nâng cao này là hơi khó đó. Rồi cái phần này chủ yếu là dành cho những anh em chúng ta đi làm show ha. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình bắt đầu đi về hướng dẫn ha. Trong trong bài Tết Nguyên Đán, thứ nhất đó là chúng ta đánh đánh với cái điệu bóp rap ha. Bóp rap tempo 135, tempo 135, tempo 135. Rồi điệu thì ở đây bóp rap đó vừa nói rồi, cái voi thì chúng ta voi guitar lead ha, voi guitar lead với tiếng piano chúng ta cần chuẩn bị. Tiếng piano với guitar lead để chuẩn bị cái phần điểm hát đó các bạn. Rồi tông, tông của tông ở đây chúng ta đánh si gián đi, si gián thứ ha. Bây giờ chúng ta chơi trực tiếp trên la thứ, la thì si gián thứ thì chúng ta sao cộng mấy nè, si nè, si gián nè, tông si gián nè, cộng mấy, cộng một ha, cộng một. Tại sao mình biết tông si gián là chúng ta coi danh hiệu âm nhạc ha, coi trên đó thì cô V, V Music chúng ta hát si gián đó, rồi nữ hát pha thăng, nữ hát pha thăng thứ ha. Rồi còn các bạn nếu như các bạn không có cái style pop rock á, thì các bạn chơi cái style gốc bình thường. Này này là theo phong cách của gốc mà, chúng ta cứ chọn cái style gốc bình thường ha, tempo 135 là vô. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn cái intro ha. Cái intro mình sẽ đánh lại một lần rồi mình sẽ đi vào hướng dẫn ha. Đi về hướng dẫn từ từ. À quên, quên nói cái bố cục. Nói đâu đó rõ ràng, nói cái bố cục đi. Cái bố cục của bài hướng dẫn ngày hôm nay đã bao gồm có 3 phần, như là các bạn như những bài trước thôi. Phần thứ nhất là gì? Phần intro ha, mình sẽ hướng dẫn cái phần intro. Rồi phần thứ hai đó là phần solo note. Thì solo note thì tương tự như những bài trước thôi, cũng để cái note cho màn hình cho các bạn luôn. Rồi phần thứ ba là phần kỹ thuật điểm drop ha, trong kỹ thuật điểm drop. Thì tất nhiên cái trong cái từng phần, mỗi phần nó đều có một vai trò, đóng một vai trò rất là quan trọng trong bài ha. Cái bài này mình có rất là nhiều chỗ mình chú ý cho các bạn. Nên là chúng ta xem từ từ nha các bạn, đừng có xả bỏ qua chi tiết nào mình ghi chú trong đó ha. Mình nói mình ghi chú ha. Rồi rồi trong đó thì cái phần thứ ba là phần khá là rất là quan trọng nhất luôn, ở cuối bài chính là cái phần điểm đó. Rồi ok, mình không làm mất thời gian, mình sẽ đi vào intro, demo lại cái intro và sau đó đi vào hướng dẫn chi tiết thôi nha các bạn, chú ý ha. Khoan, đang coi này, intro đầu tiên là ta chọn piano ha, piano. Rồi ok. Ok, rồi mình đi dẫn dẫn từng nốt ha. Cái của chúng ta bắt đầu là mi là mi là mi re ha. Và chúng ta vô nè, vô hợp âm pha trưởng nha. Các bạn nhìn lên màn hình nè. Mi là mi là mi re. Re là qua sâm trưởng ha. Rồi mi là mi là mi re. Sâm la si do re, sâm re, sâm re, sâm re do si la.
Rồi đọc là hợp âm nè. Mí là vô pha trưởng. À cái câu này vô là vô pha trưởng ha. Trong hợp âm Việt là trong trường hợp hợp âm Việt bài này là không phải la thứ nha các bạn. Hợp âm Việt hình như mình nhớ là trước đây mình có tham khảo những để la thứ thôi, nhưng không phải. Bạn nghe kỹ lại các bản gốc của V Music hát đi. Nó là vô pha trưởng ha. Hợp âm Việt trong trường hợp này thì nó có hơi chưa hợp lý ha. Mình nói lại vô. Mi là mi rê son trưởng. Son la si do rê là mi, mi thứ 7 ha. Mi thứ cũng được. Mi thứ cũng được mà mi thứ 7 cũng được. Mi thứ 7 thì nó màu sắc hay hơn ha. Son la si do rê là mi thứ 7 nè. Son rê son rê son rê do là qua la thứ si la. Rồi mình đọc lại nè. Mi là vô pha trưởng nha. Mi là mi rê là son trưởng. Son la si do rê son rê. À đánh đánh câu này nhanh nha. Son la si do rê nha. Nè, son la si do rê, son si do rê, si do rê, son rê, son rê, son rê do si la. Mi la mi rê, son la mi. Là kết thúc câu 2 đó. Son la mi, son là son trưởng, la mi là về đô trưởng nha. Mà son á, son là chúng ta nên đánh gì nè, ghê với son la. Lá là mi la, la mi là dời đô với mi ha. Nè, son son la mi rồi chuyển dời mi trưởng. Và đánh lại câu đó bình thường nè. Mi là mi rê son trưởng. Son si đô rê mi hứ, son rê son rê son rê đô si là đánh lại. Mi là mi rê son son la mi qua mi trưởng. Rồi sau đó trở về đánh lại câu đó. Mi là mi rê son son là son trưởng, la la là qua ghê trưởng ha. Cái bài này nó đặc biệt chỗ là nó vô ghê trưởng rồi sau đó nó mới vô bài ha. Kết thúc cái intro là ghê trưởng nha các bạn, chú ý ha, ghê trưởng rồi sau đó nó vô bài. Rồi mình vừa đánh cái intro, mình vừa đọc nốt trên miệng lại cho các bạn chú ý ha. Rồi trưởng ha. Rồi ok, nhanh quá thì các bạn xả lại ha, xả lại xem ha. Rồi mình cho đi, cho qua cái intro này ha các bạn coi như note trên màn hình xả lại ha. Rồi mình vô phần solo note luôn. Một năm tuyệt vời đã qua rồi, ok rồi. Một năm tuyệt vời đã qua. Son la mi rê la. Rồi son la mi rê, năm năm tuyệt vời đã qua đó. Người son rê đô si la. Rồi đọc không âm. Son la là pha trưởng, son la mi rê là son trưởng. Son rê đô si la. Son là do mi thứ 7 nha. Son rê đô là trở về la thứ si la. Ba đọc, ba nhờ dòm bốn học âm, đọc lại bốn âm. Ba son mi rồi gì? La, quen không? Các bạn quen không? Ai chưa quen thì coi lại bài 1 nha. Coi lại bài 1 học online nha. Mấy câu hòa âm mình cho đọc nè. Son la là pha trưởng. La mi rê là son trưởng. Son là mi thứ. Son rê đô là trở về la thứ si la. Thật ra câu cái bài này các bạn, cái câu này các bạn có cần học học âm không? Mình suy nghĩ là các bạn không cần học đâu. Bởi vì những cái bài trước đây mình đã cho học âm này hết rồi. Các bạn chỉ cần quất vô, đưa vô bài là quất thôi. Rồi tiếp tục. Mùa xuân năm nay đang rơi bên nhau. Rồi son la si si si. Son la si si si. Si do re si. Rồi đọc lại nè. Son la là mùa xuân năm nay đó. Son la rồi mùa xuân năm nay vun quay bên nhau. La si si si. Si do re si. Rồi hợp âm nhìn lên màn hình ha. Rồi câu số 2 gan luôn. Rồi mọi người cùng chúc nhau. Son la mi rê son trưởng. Son mi hứ son rê
si la dày la hứ, cầu mong yên vui son la 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 vận may, cầu mong yên vui, cầu mong yên vui vận may luôn heo chứ, son la 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 là pha trưởng, vận may luôn heo là si 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 do 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 re mi, còn lại khác nha, si do 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 re mi, toàn gia đình ngập tràn hạnh phúc đó, ngập tràn hạnh phúc nữa lên mi ha. Rồi nhìn lên màn hình luôn nha, hợp âm là có trên màn hình hết nha, mình nói nhanh qua nha, rồi để mình đi vào cái phần điểm hát nó rất là quan trọng. Rồi tiếp tục tới điểm khúc nè, nhìn lên màn hình luôn nha các bạn. Đào mai đưa đồng, đào mai đưa nhau nữa sắc màu sáng tươi, là si do re mi mi là mi re nào, đào mai đua nhau nữa đó, là si do re mi là pha trưởng, mi là mi re là son trưởng, son là si do re là từng đàn chim tung cánh vui hót hăng hoang vang trời đó, từng đàn chim tung cánh re re mi re do si la, son la si do re re mi re do si la. Đánh lại nghe chơi từ từ. Rồi ha, đọc lại câu này nè, là si đô đê mi là pha trưởng, mi là mi đê, còn là si đô đê đê mi đê đô si là cầu mong nè, cầu mong em vui nè, son la 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 mi đê sẽ cho nhân gian nụ cười đô si son la ha, cầu mong em vui sẽ cho nhân gian nụ cười, son la là pha trưởng, son la mi đê là son trưởng, đô si son la pha son la đó các bạn. Học âm nó còn nhiều đó, pha son la đó. Cầu mong yên vui nè, cầu mong yên vui sẽ cho nhân gian nụ cười đó. Rồi, bắt đầu tiếp. Trẻ em khoe áo mới là y gan luôn. Y gan luôn, là si đô áo mới màu tết vui là rơi nè. Son la si đô đê, đê mi đê, đô si là hồi hộp, son la mi đê. Mừng chào thừa tới, si đô đê mi. Mừng chào thừa tới là si đô đê mi ha. Rồi nhìn lên màn hình luôn ha. Rồi Tết đến rồi, mi mi là mi đê, mi là chúng ta vô pha nha, mi mi là mi đê đô si son la, tài lộc đầy nhà cháu con, son la mi đê đô si la. Tết đến rồi chúc nhau an khang phồn vinh, mi mi là mi đê đô si son la, son la son la mi đê đô si la. Rồi pha son la đó các bạn. Nè, mí, mí là vô pha đó. Mí, mí là mí, đê, đô, si, son, la là la thứ nè. Rồi tài lộc nè. Rồi son, la, mí, mí, đê, đô, si, la là về la thứ nè. Rồi mí, mí là vô pha trưởng. Mí, mí là mí, đê, đô, si, la là la thứ. Hành đạt thật nhiều. Son, la, mí, đê, đô, si, la. Chỉ là thứ nha. Pha son, la, rồi. Rồi hơi mệt xíu tại mình đọc sợ cái camera nó ghi âm không có chất lượng, không êm, cái mình đọc hơi lớn xíu, nó hơi mệt xíu, không sao. Rồi ok, tiếp tục ha. Rồi các bạn, cái nào có nhanh quá thì các bạn coi trên màn hình nha, mình có để trên màn hình đó, hợp âm là để trên màn hình luôn. Rồi chúng ta đi vào phần điểm hát, chúng ta đi vào phần hát sau khi intro đoạn 1, đoạn 2. À, đối với cái phần điểm hát của cái bài này á, đoạn 1 với đoạn 2 á là các bạn để cho ca sĩ hát ha, chúng ta không điểm gì hết, chúng ta điểm là điểm một phần điệp khúc. À, chúng ta đi cái hòa âm của cái đoạn 1 thôi, chúng ta không có để cho, chúng ta chủ yếu là để cho ca sĩ hát ha. Rồi bắt đầu mình đi đoạn intro và mình đi cái hòa âm cho các bạn mẫu cái đoạn 1 và đoạn 2 ha. Bye.
Đào mai đưa nó nó sắc màu thắm tươi, rồi mình vô điệp khúc mình điểm mẫu qua cái cho các bạn coi ha, rồi sau đó mình sẽ đi vô hướng dẫn ha. Rồi tiếng tiếng guitarist ha, guitarist của các bạn gì đó. Rồi chúng ta chỉnh lại hai cái balance ray 1 và ray 2 nè. Ray 1 và ray 2 chứ. Ray 1 và ray 2 nè. Chúng ta chọn về cái tiếng khoảng 80 thôi ha. Rồi, chúng ta xem nó lại ha. Rồi tiếng guitarist đấy mà chi chúng ta đánh chập, chập nốt. Ví dụ như là đào mai đưa nhau nữa sắc màu thắm tươi là nó vô pha trưởng phải không? Ngay chỗ điệp khúc là chúng ta pha và chúng ta đánh đô đô pha ha. Đà, 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 đà. Chúng ta nhắc nhắc hai cái. Đà, 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 đà. Ta chuyển qua son, pha son la, pha pha là đô với pha. Rồi son là ghê với son ha. Son là ghê với son. Mi, mi là cái gì? Si, si với mi. Và la là cái gì? Mi với la. Tập lại nè. Nó pha son mi la, pha là cái gì? Đô với pha, son là gì? Ghê với son, nhìn tay nè. Rồi mi, mi là gì? Si với mi. Còn la là gì? Mi với la. Rồi chúng ta nhắc đào mai đưa nhau nữa. Từng đàn chim tung tăng. Nhớ kỹ thuật dành cho điểm rap là chúng ta không được nhắc cái tay lên cao quá để cho cái tiếng nó néo nó dài liên tục. Các bạn nhìn nè, là mai na 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 na, chuyển qua cái hai cái câu khác là chúng ta không được nhắc. Các bạn bạn thấy cái tay mình có nhắc lên không nè, là mai na 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 na, mình thấy cái tay di chuyển không? Rồi bắt đầu mình áp dụng nè, nhắc nha. Mình dở lên cho các bạn thấy là mình đang nhắc đó. Rồi chứ ra khi mình điểm là mình không có dở cao như các bạn đâu. Các bạn mình điểm mẫu một cái ha. Đào mai đua nhau nớ sắc màu thắm tươi đó. Tới cái cầu mong yên vui xé cho nhân gian nụ cười là cũng pha son la đó, là chúng ta lúc này là chúng ta không có nhắc nữa, là chúng ta đã im luôn. Thế thì là chỉ có đào mai đưa nhau nữa mà thắm tươi, từng đàn chim tung cánh mưa hát quanh ngang trời đó thì chúng ta mới nhắc. Còn cầu mong yên vui xé cho nhân gian nụ cười là cái câu đó là chúng ta đánh đánh liên tục ha. Đào mong yên vui xé cho nhân gian ở đây các bạn. Nói với các bạn nghe, ở chỗ thằng 950 này á, cái tiếng guitarist nó nghe chưa có đã đâu, mà các bạn nghe còn êm êm vậy. Đối với cái thằng mà 770 với mà thằng 970 các bạn, nhưng 975, 775 sau này nó ra tiếng guitarist mà các bạn chập nốt như thế này, bạn nghe là êm lắm. Ta dùng từ gọi là nhức nhói á. Rất là hay luôn. Các bạn tin các bạn tìm trong cái tiếng đó đi, 975 giọng này là nó nghe không êm nè, nhưng mà mình cố gắng mình lựa cái tiếng vừa vừa cho các bạn nghe đó. Bạn thử tìm trong 970 đi, hay lắm. Rồi ha, rồi mình thực tập, rồi ối mình đánh lại ha, đánh lại cái câu đó ha, đào mai đưa nhau nữa nè. We'll be right back.
mi trưởng là chúng ta nhấp si mi ha, mi trưởng là chúng ta nhấp si mi ha. Chè am pha âm. Rồi như vậy là mình chỉ có một chương ghi chú, một cái ghi chú cách điểm gốc, đó là chúng ta thứ nhất là chúng ta phải chỉnh cái balance, cái balance này lại ha, là rai 1 với rai 2 ở mức 80 ha. Rồi thứ hai nữa là chúng ta chọn cái tiếng guitar lead và chúng ta chập chập đối với pha là đô pha, đối với son là g son, đối với mi là si mi, mi trưởng hay mi thứ chúng ta cũng si mi hết ha. Rồi đó với vậy là mi la nha. Rồi đó là rồi cái cách điểm gốc là chúng ta có thể điểm như thế này, đó là chúng ta nhấp hai cái, rồi sau đó chúng ta chuyển vào băm khác là nhấp hai cái, nhưng mà nguyên tắc của nó là không được dở lên cao, chúng ta nhấp nối. Rồi rồi gì nữa ta, rồi tạm thời chú ý nhiều thôi, rồi mình sẽ đi lại từ đầu chí cuối luôn của các bạn luôn ha, rồi sau đó các bạn xem ha. Rồi bắt đầu đi nha. Lộn tiếng piano nãy sao tiếng piano cái bấm lộn kệ không sao thôi, nói chung là các bạn nhìn cái mẫu đệm của mình, bạn tham khảo, các bạn làm theo cái mẫu đệm đó ha. Nhưng quá trình hướng dẫn đôi khi vừa đọc vừa làm cái hơi nó không tập trung, nó hơi chịch xíu thôi không sao, nhưng quan trọng là cái phần hướng dẫn của mình là đúng như cách hướng dẫn như vậy, các bạn làm theo là được ha. Rồi ok, còn video dạy cho ta dạy quá. Ok, còn phần gì để mình ghi chú nữa ta? Thôi trước mắt là vậy đi ha. Rồi tóm tắt lại nè, tóm tắt lại nè, các bạn chú ý mình tóm tắt lại 1 phút 30 giây ha, nãy giờ hướng dẫn khoảng nửa tiếng mà tóm tắt lại 1 phút 30 giây, các bạn chú ý nè. Thứ nhất
là điệu gì, style gì, bop, rock, bạn nào có rock thì chơi rock ha, tempo 135. Rồi nam, nam á gì, si si dáng, si dáng thứ, nữ là pha thăng thứ ha. Rồi intro là sử dụng tiếng piano và tiếng tiếng guitar lead ha. Rồi đoạn 1 và đoạn 2 là chúng ta để ca sĩ hát, chúng ta chỉ học có cái hòa âm thôi ha. Cái hòa âm là pha son mi la, hòa âm này không nói lại nghe quá nhiều lần rồi, nói quá nhiều lần rồi. Hòa âm này là cho là gắt nhiều hoài là nó dính cái hòa âm này, bạn thấy không? Có bao giờ mà mình cho bạn cái hòa âm mà nó dư thừa không? Bài nào cũng ứng dụng hết. Rồi tiếp tục. Rồi đối với cái điệp khúc là chúng ta đệm cái tiếng guitar lead ha, chập ha, chập là nốt nó, rồi pha là đô pha, son là gơi son, mi là si mi và la là mi la ha. Chập chập ha, nãy mình có hướng dẫn đó. Rồi cái nguyên tắc đánh, à cái nguyên tắc đánh là không được dở lên nha ha, thấy không, mình không có dở lên, chúng ta đổi đổi nè. Như đây cái hai cái ngón nè, hai ngón này nè, chuyển ngón với nhau, các bạn cố gắng nè, các bạn làm theo ngón của mình nè, ngón cái với ngón giữa nè, sau rồi hai hai ngón hai bên nó dư nè, đưa vô son, rồi hai ngón này nè chuyển qua mi, rồi la, đó. Các bạn hãy tham khảo ngón của mình hoặc là các bạn tự làm, nói chung là mình nói thiệt là mình không có cái nguyên tắc gì mà ngón, ừ cái hợp âm này, hợp âm la thứ đánh một mà năm ba gì ngón này nha, hợp âm này thì bấm ngón này nha, nguyên quá nguyên tắc luôn, nhiều chỗ hướng dẫn nguyên tắc quá trời nguyên tắc, mỗi người một cái cách bấm khác nhau mà tự động mình thấy hướng dẫn nguyên tắc quá mà thấy không đáng ha, miễn sao tôi chỉ kỹ thuật đó đó, anh đánh đúng cái kỹ thuật đó thôi, còn cái ngón nào tôi không cần biết, anh thích cái ngón nào anh đánh cái ngón đó, miễn sao anh đánh ngay chỗ này anh đánh đô pha cho tôi thôi, giờ anh bấm chỗ này thôi, bấm chỗ này nói gì anh, miễn sao anh đánh đúng kỹ thuật đó, ok ha. Rồi mình không có nguyên tắc giống như mấy cái trung tâm kia, anh mình nói thiệt miễn sao đánh đúng cái hòa âm, đúng cái hợp âm là quan trọng nhất, đúng cái kỹ thuật đệm là ok việc rồi ha. Gì nữa ta, muốn nói gì nữa ta, nói hồi hết biết ghi chú thêm gì vậy, ừ rồi ghi chú thêm cái nữa là cái này là mình sẽ cố gắng những cái bài sau mình hướng dẫn mấy bài về nhạc sưng trước ha, mình rồi những cái bài sau này đang trong giai đoạn sưng là nên là mình muốn giúp đỡ cho những anh em đi làm show á có tài liệu tham khảo thêm, thì mình những mẫu đệm những cái bài về sưng nên mình tập trung làm, camera nó vừa gặp sự cố đây nè, rồi thôi thôi như thôi mình chắc mình dừng lại đây ha, rồi để mình chỉnh camera lại xíu, mình chỉnh hay không biết sao tự nhiên nó đứng máy, rồi thôi mình dừng bãi đây rồi các bạn nhớ nhớ bấm like để ủng hộ tinh thần của mình ha, rồi bấm share cho những các bạn khác biết đến kênh của mình để các bạn có cái bài học miễn phí ha các bạn. Rồi bấm đăng ký kênh để nhận những bài học tiếp theo của mình ha. Rồi chúc các bạn học bài Tết Nguyên Đán này thật tốt nha. Rồi rồi chào cả lớp ha.